Xin chào cả nhà nha. Hai ba bữa nay thì do em bệnh nên là nhiều khi không có nghe được điện thoại của cả nhà. Thì hôm nay em về rồi và em ra vườn em thấy được một cái bông mai nở rất là đẹp luôn nha. Đây là bông cúc bi nha cả nhà. Cúc bi đó nó tầm khoảng ba mấy cánh nha. Đây là nụ gió thôi, hoa gió thôi nhưng mà hoa của nó rất là to như thế này đây. Không phải kêu là cúc bi mà bi là nhỏ nha cả nhà, nhưng mà cái này bông bự lắm nha. Đó, cả nhà nhìn thấy ha, rất là bự luôn nha. Đây, đây là cái nụ của nó rất là ú nu ú nần luôn nè. Và đây nè, cái cây nhỏ xíu hoa mà nó cũng có nở hoa nữa nha cả nhà. Hoa rất là đẹp luôn nha. Đó. Đây là cúc bi hay gọi là cúc tiên sinh nha. Thì em có hai lô, một lô là chơi Tết như thế này đây. Cái này thì tầm cao chắc khoảng hơn để em đo nha. Một gian, hai gian, chắc khoảng ba rất rưỡi trở lên. Cái gốc thì tầm khoảng 8-9 hoành gì đó. Cái này là chơi Tết nha. Chơi Tết thì em bán với giá 300 ngàn một cây, em sẽ bao cái vận chuyển luôn. Còn cái lô nhỏ bên đây, cái lô nhỏ này em thấy cũng có một số nó đang làm nụ nha. Nó mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó cũng đang làm nụ nha cả nhà. Thì cái lô này em bán với giá là 85 ngàn một cây, em sẽ bao cái vận chuyển cho cả nhà luôn. Đây, cái nụ của nó ú nu à. Bông rất là đẹp nha cả nhà. Thì cái này em bán cây cây chắc khoảng hơn ngang tay em thì em bán giá 85 ngàn cây thôi. Em ship từ 2 cây nhưng mà nếu mà ai mua 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha. Đó, đây là cúc bi hay còn gọi là cúc tiên sinh nha cả nhà. Đó, hoa của nó thì lúc nãy em đã giới thiệu với cả nhà, hoa rất là đẹp luôn nha. Còn cái cây bự thì 300 ngàn một cây, bác sẽ bao phí vận chuyển luôn. Rồi, ai thích thì liên hệ bên vườn mai của chú Trà Bông nha. Đó, bông rất là đẹp luôn.